Xin kính chào quý vị. Điểm đáng chú ý của kinh tế trong tuần là gần 2 tỷ đô la Mỹ vốn FDI đầu tư vào thị trường bất động sản Việt Nam. Động thái mua 1,3 tỷ đô la Mỹ, tương đương 30.000 tỷ đồng của Ngân hàng Nhà nước đã khiến dự trữ ngoại hối của Việt Nam cao kỷ lục. Và ngay sau đây sẽ là các tin tức thị trường. Lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước mở mới trong tháng vừa qua là con số lớn thứ 2 trong lịch sử, chỉ xếp sau mức kỷ lục 140.193 tài khoản được ghi nhận trong tháng 6. Đây là tháng thứ 8 liên tiếp số tài khoản mở mới của cá nhân trong nước duy trì ở mức trên 100.000 đơn vị mỗi tháng. Theo số liệu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, nhà đầu tư trong nước tiếp tục hào hứng với thị trường chứng khoán nội địa khi mở mới 129.751 tài khoản trong tháng 10, tăng liên tục so với 3 tháng trước đó. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân mở mới 129.564 tài khoản và 187 tài khoản đến từ nhà đầu tư tổ chức trong nước. Số lượng tài khoản mới của nhà đầu tư nước ngoài là 400. Các chuyên gia cho rằng thị trường chứng khoán thu hút nhiều nhà đầu tư là do các kênh đầu tư khác như gửi tiết kiệm, trái phiếu doanh nghiệp kém hấp dẫn vì lãi suất quá thấp, trong khi chứng khoán vẫn hoạt động xuyên suốt và tăng trưởng mạnh. Theo Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU, người tiêu dùng tại châu Âu ngày càng quan tâm và có xu hướng gia tăng tiêu thụ các loại trái cây nhiệt đới, nhất là những loại tốt cho sức khỏe và có hương vị mới. Một số trái cây nhiệt đới như quả lựu, chanh dây, vải, thanh long được coi là đặc sản, được thị trường châu Âu ưa chuộng. Đây chính là cơ hội để các nhà xuất khẩu Việt Nam có thể chinh phục thị trường này. Mặc dù các quốc gia châu Âu có nhu cầu tiêu thụ khác nhau, song đại diện Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU lưu ý các loại trái cây nhập khẩu vào EU đều phải đảm bảo sản phẩm đến tay người tiêu dùng được tươi, ngon và chất lượng, nhất là sản phẩm sạch, bền vững và không có thuốc trừ sâu. Đồng thời, doanh nghiệp phải có năng lực cung cấp sản phẩm chất lượng cao, sản lượng ổn định. Theo các doanh nghiệp sản xuất, hầu hết giá nguyên liệu đầu vào đều đã tăng từ 10 đến 30% so với trước đây. Không chỉ thực phẩm, giá nhiều loại hàng hóa, hàng tiêu dùng thiết yếu đều đã tăng. Nhiều siêu thị nhận được đề nghị tăng giá bán của các nhà cung cấp. Không chỉ rau củ quả tăng giá, mà nhiều mặt hàng tiêu dùng cũng tăng lên mức giá mới. Đường bán với giá 30.000 đồng 1 kg tăng 10.000 đồng, dầu ăn gần 50.000 đồng 1 lít. Các loại hàng hóa thiết yếu tăng giá trong khoảng 5.000 đến 7.000 đồng mỗi kg hoặc lít, có loại tăng đến 10.000 đồng. Từ đầu tháng 11, nhiều mặt hàng có mức giá tăng cao. Theo số liệu của Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 10 tháng năm 2021 tăng 2,52% so với bình quân năm 2020. Các nhà cung cấp tăng giá hàng hóa do đứng trước áp lực lớn về giá nguyên vật liệu đầu vào, giá xăng, chi phí vận chuyển đồng loạt tăng cao. Lần đầu tiên sau gần 3 năm, nhập khẩu thịt lợn đông lạnh giảm mạnh. Số liệu từ Tổng cục Hải quan và Cục xuất nhập khẩu cho thấy, do nhu cầu yếu nên nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt của Việt Nam có xu hướng giảm trong quý 3 năm 2021. Nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt trong quý 3 đạt 183.560 tấn, trị giá 335,72 triệu đô la Mỹ, giảm 18,6% về lượng và giảm 16,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Trong quý 3 năm 2021, Việt Nam nhập khẩu 42.020 tấn thịt lợn đông lạnh, trị giá 96,68 triệu đô la Mỹ, giảm 23,2% về lượng và giảm 26% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, Nga, Brazil, Đức, Canada và Hà Lan là 5 thị trường lớn nhất cung cấp thịt lợn cho Việt Nam. Trong đó, Nga là thị trường lớn nhất, cung cấp 15.880 tấn thịt lợn trong quý 3, trị giá 43,48 triệu đô la Mỹ, giảm 5,1% về lượng và giảm 9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giá xăng dầu, giá kim loại và giá lương thực thực phẩm trên thị trường thế giới tăng mạnh có thể tạo một mặt bằng giá mới cao hơn sau đại dịch COVID-19, khiến Việt Nam đứng trước nguy cơ nhập khẩu lạm phát. Với mức độ lan tỏa lớn tới tất cả các ngành, giá dầu tăng sẽ tác động vào lạm phát trong nửa đầu năm 2022 của Việt Nam. Dự báo, giá dầu có thể ảnh hưởng 1% tới lạm phát. Giá kim loại và giá lương thực thực phẩm cũng tác động nhưng không quá lớn đến lạm phát của Việt Nam. Trong đó, biến động của giá kim loại sẽ ảnh hưởng khoảng 0,2% tới lạm phát, bởi đó là nguyên liệu đầu vào của các ngành công nghiệp. Lạm phát gần đây thấp, chủ yếu do cầu tiêu dùng thấp. Do đó, Việt Nam cần đánh giá đúng nguy cơ lạm phát để có biện pháp bình ổn. Dự báo, lạm phát năm 2021 sẽ dao động từ 2 đến 2,5% và năm 2022, lạm phát có thể lên tới 4%. Sau đợt giãn cách xã hội kéo dài giữa năm 2020, hàng không Việt Nam đã có sự phục hồi mạnh mẽ. Tuy nhiên, điều này không xảy ra trong năm 2021 do dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn. Sau đợt dịch lớn kéo dài trong năm 2021, mô hình phục hồi chữ V của hàng không Việt đã không xuất hiện trở lại. Lũy kế 9 tháng năm 2021, các hãng vận chuyển được 13,3 triệu khách, giảm 43% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó quốc tế là 103.000 khách, giảm 96%, nội địa là 13,2 triệu khách, giảm 35%.
Theo dự báo từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, lợi nhuận trung bình của thị trường hàng không châu Á-Thái Bình Dương sẽ ở mức âm 51% trong năm 2021 và giảm còn âm 11,6% trong năm 2022. Hàng không Việt Nam chắc chắn không nằm ngoài quy luật này khi trong nửa đầu năm 2021, các hãng bay đều không ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Theo Bộ Xây dựng, Việt Nam vẫn đang được đánh giá có vị thế tốt để thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào ngành kinh doanh bất động sản. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 10 năm 2021, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 23,74 tỷ đô la Mỹ, tăng 1,1% so với cùng kỳ. Bất động sản là ngành đứng thứ 3, đạt 2,1 tỷ đô la Mỹ. Tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào ngành kinh doanh bất động sản tăng dần từ cuối tháng 3 đến tháng 9 năm 2021, từ 0,6 tỷ đô la Mỹ đến 1,78 tỷ đô la Mỹ. Vốn đăng ký lũy kế vào lĩnh vực bất động sản có xu thế tăng dần theo quý. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giảm bơm đồng đô la Mỹ ra thị trường quốc tế sẽ giúp đồng tiền này tăng giá và gây áp lực giảm giá đối với các đồng tiền khác, bao gồm cả Việt Nam đồng. Việt Nam đồng mất giá có thể là một rủi ro trong thời gian tới. Quyết định chính thức về việc thu hẹp quy mô của gói nới lỏng định lượng bắt đầu ngay từ tháng 11 năm 2021 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể tác động tới tỷ giá Việt Nam đồng trên đô la Mỹ vào thời gian tới. Từ đầu năm đến nay, Việt Nam đồng đã tăng giá khoảng 1,9% so với đồng đô la Mỹ. Hiện tỷ giá Việt Nam đồng trên đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại khoảng 22.540 đồng một đô la Mỹ chiều mua và 22.770 đồng một đô la Mỹ chiều bán, giảm khoảng 445 đồng một đô la Mỹ so với đầu năm, tương đương giảm 1,9%. Phần lớn đồng tiền tại các nước mới nổi ở châu Á có diễn biến giảm so với đồng đô la Mỹ trong 10 tháng đầu năm 2021. Chỉ có Việt Nam đồng và nhân dân tệ là các đồng tiền tăng giá so với đồng đô la Mỹ. Đầu tháng 11, Ngân hàng Nhà nước đã mua 1,3 tỷ đô la Mỹ từ các ngân hàng thương mại nhờ dòng vốn ngoại dồi dào trong thời gian qua. Như vậy, động thái mua ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước đồng nghĩa với việc một lượng lớn nội tệ, khoảng 30.000 tỷ đồng đã được bơm đối ứng vào thị trường. Số liệu cập nhật của SSI Research cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã mua vào khoảng 5,5 tỷ đô la Mỹ, tương đương gần 130.000 tỷ đồng trong quý 3 năm 2021. Lượng tiền kể trên là số ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng được Ngân hàng Nhà nước mua từ các ngân hàng thương mại với giá trị gần 7 tỷ đô la Mỹ ở tỷ giá 23.125 đồng một đô la Mỹ. Giá trị quy đổi tương đương theo tỷ giá khi mua vào là khoảng 157.000 tỷ đồng. Nhờ được bổ sung lượng lớn thanh khoản từ Ngân hàng Nhà nước thông qua kênh đáo hạn ngoại tệ, thanh khoản hệ thống ngân hàng vẫn duy trì trạng thái dồi dào. Theo chứng khoán BIDV, giá trị dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã đạt mốc 105 tỷ đô la Mỹ. Đây là mức dự trữ ngoại hối cao kỷ lục của Việt Nam. Thông tin vừa rồi đã khép lại nhịp sống kinh tế hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.